Sáng nay, Hội đồng thẩm định xét công nhận làng nghề tỉnh năm 2024 tiến hành thẩm định các điều kiện tiêu chí để xét duyệt công nhận hai làng nghề quất cảnh Đông Tảo Đông và đồng nghệ Đông Kim cùng ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu. Làng nghề quất cảnh Đông Tảo Đông có 445 hộ tham gia sản xuất, chiếm gần 32% tổng số hộ của thôn. Năm 2023, làng nghề sản xuất 102.000 sản phẩm với tổng doanh thu đạt trên 122 tỷ đồng. Làng nghề tạo việc làm cho gần 900 lao động với thu nhập gần 86 triệu đồng một người trên năm. Thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của làng nghề là thành phố Hà Nội và một số tỉnh như Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. Sản phẩm của làng nghề đậu nghệ Đông Kim chủ yếu là đậu nghệ, nước đậu. Làng nghề thu hút 103 hộ sản xuất, tạo việc làm cho 145 lao động nông thôn với thu nhập bình quân gần 8 triệu đồng một người trên tháng. Năm 2023, doanh thu của làng nghề đạt trên 104 tỷ đồng. Phụ phẩm và chất thải trong quá trình sản xuất đậu nghệ được người dân sử dụng ủ làm phân bón và phục vụ chăn nuôi nên môi trường khu vực sản xuất được đảm bảo. Các thành viên hội đồng thẩm định xét công nhận làng nghề tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu và đồng ý đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên xét công nhận làng nghề đối với hai làng nghề.